Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trước hết thì tôi có lời tạ ơn Chúa và kính chào Tổng Quản nhiệm cùng quý đệ tử của Chúa và cả Hội Thánh. Tôi rất là biết ơn Chúa vì được đứng đây để cùng học Kinh Thánh với nhau. Qua lời chia sẻ cũng như là lời chứng của lãnh đạo chúng ta biết được rằng tôi nhớ lại cũng là cái kỳ kiêng ăn. Tôi cũng là người cầu nguyện xong đó thì tôi có công bố rằng người lãnh đạo cũng phải chịu sự thử thách. Và tôi tin rằng sau cái sự thử thách đó là sự sức dầu thật là lớn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì thật sự điều thử thách đến với mục sư tổng quản nhiệm không phải là nhỏ. Gánh nặng tiền bạc rất là khó chịu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa đã gỡ gánh nặng đó ra khỏi vai của thầy. Và đặc biệt chúng ta thấy cái điều mà chúng ta nghĩ đến đó là sự sức dầu. Chúa sức dầu đặc biệt để rồi mở cánh cửa ở miền Trung, và sự sức dầu trên thầy cũng rất là lớn. Một lần nữa chúng ta vỗ tay để tạ ơn Chúa của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta học với chủ đề đó là đấng cải tử hoàn sanh. Đấng cải tử hoàn sanh. Chúng ta dùng những cái từ ngữ như thế này để nhiều người khác người ta chú ý, người ta nghe về những cái bài về lẽ thật của Chúa. Đấng cải tử hoàn sanh có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là phải chết nhưng mà làm cho sống lại. Thưa với Hội Thánh, ở trong cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta muốn kết thúc cuộc sống. Cơ đốc nhân hay là không cơ đốc nhân, có những lúc chúng ta ở dưới cái trũng, có lúc chúng ta ở dưới cái hố, chúng ta buồn chán lắm. Có lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ chúng ta rồi. Thậm chí Chúa không quan tâm với chúng ta, Chúa yêu kẻ người khác hơn là mình. Chúng ta muốn Chúa rước đi cho sớm. Chúng ta không muốn sống lâu nữa. Bên cạnh đó thì những người đang thành công, hãy lưu ý, họ không muốn chết hồi nào hết. Họ luôn luôn muốn kéo dài sự sống trên thế gian này. Quý vị có nhớ Trần Thủy Hoàng không ạ? Tần Thủy Hoàng. Ông là vua đầu tiên của Trung Quốc đúng không? Là nhà vua đầu tiên khai sáng ra nhà họ Tần. Ông rất giỏi, ông rất nổi tiếng. Lúc ở trên cái đỉnh vinh quang tuyệt đối của ông nghĩ ra một điều, ông không thể chết. Ông muốn có được sự sống đời đời. Thế thì ông làm gì? Ông triệu tập tất cả những thần y, những người liên quan đến thầy nghề thầy thuốc để bào chế cho ông thuốc gọi là trường sanh bất tử. Có nhiều câu chuyện về Tần Thủy Hoàng lắm, có nhiều câu chuyện nói về tìm thuốc lắm. Thậm chí có những câu chuyện rất là hấp dẫn. Khi người ta được triệu tập đến để giúp cho ông tìm thuốc trường sanh bất tử, họ không dám cãi lời. Họ nhận cái lệnh đó, họ đi rồi đi luôn, không dám về. Vì không kiếm đâu ra được thuốc trường sinh bất tử. Và quý vị biết cái người mà tìm kiếm sự sống đời đời này sống được bao nhiêu lâu? Có ai có thể đoán ra? Cái người mà khao khát sống hoài không chết, tìm đủ mọi cách để tồn tại trên thế gian này không bao giờ chết, quý vị biết sống bao nhiêu lâu không? 49 năm. Và ý muốn của ông muốn thay ý trời. Có nghĩa là người 70 năm, 80 năm gì đó chuyện nhảm, ông sẽ sống đời đời. Và những cái nhà mà gọi là nhà giả kim á, bào chế ra, nghiên cứu ra cái loại thuốc để cho ông uống kéo dài sự sống, đó là chất thủy ngân. Ông nghiên cứu thế nào đó, có nghĩa là cái chất thủy ngân á, và uống vào thì linh hồn không có ra khỏi cái thân xác được. Thế thì ông sẽ sống lâu. Và chính thủy ngân đó giết chết ông. Có ai có thể kéo dài sự sống mình không? Kinh Thánh nói rằng mình lo lắng cái kiểu gì, mình tính kiểu gì, một khắc cũng không thêm. Amen có hỏi Thánh? Một khắc cũng không thêm. Thế con người mà, tự nhiên tôi nhớ lại là, với bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng y nguyên, sỏi đá cũng thành cơm. Có những cái câu châm ngôn đó để cho chúng ta làm gì? Chúng ta cố gắng nỗ lực thôi, chứ sỏi đá vẫn là sỏi đá, không thể nào thành cơm được. Người ta có thể thay trời. Có những năm đồn rộ lên Trung Quốc có thể làm mưa được rồi, phải không?
Làm may được rồi. Làm được không? Được. Một cái khoảnh khắc nào thôi, nó không tồn tại được. Người ta muốn thay trời làm mưa, nhưng mà không được. Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người chúng ta đặc biệt lắm. Loài người chúng ta được tạo dựng quý giá lắm, chỉ thua Đức Chúa Trời mà thôi. Amen không Hội Thánh? Chúng ta rất có nhiều khả năng lắm, nhưng chúng ta không thể nào thay Đức Chúa Trời được. Nhắc lại vấn đề cầu nguyện đó. Có những trường hợp chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành hoàn toàn. Có những lúc chúng ta cầu nguyện Chúa chỉ là một phần để ấn chứng Chúa hiện diện và thương xót thôi. Còn về sau đừng tính nữa. Mẹ tôi đến lúc mà nói sản không, mấy đứa em tôi nó bảo bị ma ám vì kế bên gì tôi đó có đám tang. Nhiều người đi đám tang là quẹo qua vô thăm má tôi luôn. Thành ra giờ tà lên khí, giờ tà lên tùm lum. Anh Tư về là ổn. Ngoại đạo. Nó anh Tư về ổn thật, tôi về tôi cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện không cho mấy đứa em thấy nữa, tôi nắm tay và tay thì nắm này, tay thì đặt trên thân thể mẹ tôi công bố. Lập tức mẹ tôi tỉnh táo, nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà cũng qua đời. Mẹ không thể nào sống với chúng ta được. Có những lúc mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra có những điều mình rất quý thì nó lại không ở lâu với mình. Có không quý vị? Có không ạ? Những điều quý giá thì Chúa cũng muốn mình buông ra để tập chú vào Chúa mà thôi. Có những lúc chúng ta xuống hố rồi chúng ta cũng sẽ lên. Chúng ta thấy tôi nói rằng cái người lãnh đạo chịu một cái thử thách lớn thì chúng ta hãy xem điều gì? Một sự phấn hưng lớn. Phấn hưng từ công việc Chúa và chức vụ của ông. Một cái điều thứ hai tôi nói nữa mà chưa thấy nhiều. Đó là lớp trẻ sẽ được Chúa dấy lên. Hội Thánh có tin không ạ? Có tin lớp trẻ được dấy lên không ạ? Hebreo đoạn 9 câu 27 đến 28, không ai làm thay đổi ý của Chúa qua câu kinh thánh này. Có ai biết kinh thánh này không? Thầy Trần Minh Hùng ơi, Hebreo đoạn 9 câu 27, 28, không ai có thể thay đổi được câu kinh thánh này. Mọi người mới ra dò theo, tôi xin đọc cho nó nhanh. Câu 27, theo như đã định loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Ngài. Không ai có thể thay đổi được cái ý nghĩa của hai câu kinh thánh này. Không làm sao mà thay đổi cái tầm ảnh hưởng, cái giá trị và quyền năng của câu kinh thánh này. Tại sao chúng ta phải chết một lần? Chúng ta học điều này để làm gì ạ? Để khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, Chúa cho chúng ta có một cái dấu hiệu chữa lành là mừng. Còn sao nữa, đừng có nghĩ cái người đó sống hoài được. Chữa lành liên tục thì lấy đâu mà chết? Lấy đâu câu kinh thánh này ứng nghiệm? Amen không hỏi thánh? Ai bệnh là đặt tay cái lành, đặt tay cái lành, chờ biết nào mà chịu phán xét. Không thay đổi được kinh thánh. Chúng ta sống kỹ, sống tốt thì đúng với thời gian Chúa định. Chúa định chúng ta 70 mà chúng ta sống không có tôn trọng thân thể, ăn uống không đúng cách thì chúng ta chết sớm hơn thôi. Mà Chúa nói là 70 không thể nào 71 được hết. Giàu khôn ngoan tới đâu, có văn minh đến đâu cũng không thể nào kéo dài tuổi thọ con người. Chúa Giêsu là đấng gì ạ? Một mình Chúa Giêsu có thể là làm công việc cải tử hoàn sanh thôi. Kinh Thánh chép ở đâu? Ở trong Giăng đoạn 5 câu 24, quả thật của ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, gì nữa, thì được sống đời đời. Và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quý vị, từ khi con người được sáng tạo, được tạo nên do bàn tay siêu việt của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, con người tuyệt mỹ, tuyệt tốt lành luôn, ở cái chỗ quá tuyệt vời luôn. Ở chỗ đó không có hình bóng của tội lỗi, ở đó không có hình bóng của gian dối, và cũng không có sự chết nữa. Làm sao mà bệnh tật được? Và nơi Chúa Ngài đã chuẩn bị bày ra cho con người. Và từ khi con người không nghe lời Thiên Chúa, đi nghe lời Satan dụ dỗ,
chúng ta thất bại. Và Chúa là đấng công bình, Ngài không bao giờ tha mà không bắt trả giá hết. Hội thánh có tin không ạ? Có tin không ạ? Ngài tha hết trội với mọi chúng ta, nhưng có những lúc chúng ta phải trả giá đó. Adam cũng vậy, Chúa Ngài tha thứ, Ngài phục hồi cho cả dòng dõi Adam, nhưng một phần mà Ngài tuyên bố hãy phạm tội phải chết là phải chết. Đó là phần xác chúng ta, đây là hậu quả Adam gây ra. Và chúng ta phải chịu thôi. Adam sống mấy trăm tuổi rồi qua đời, rồi dòng dõi Adam kế tiếp sống mấy trăm tuổi rồi qua đời, tới chúng ta sống bao nhiêu tuổi thì cũng qua đời. Không ai có thể thay đổi định mệnh này. Amen không? Điều này làm gì? Chúng ta nắm chắc điều này để chúng ta nói người thân chúng ta không cách nào kéo dài sự sống ngoài Chúa Giê-xu. Đó là sự sống đời đời, một phần còn lại trong chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là con người Adam này phải ngã xuống. Và Chúa nói rằng bụi đất phải trở về bụi đất. Nhưng mà thần linh có nghĩa là linh hồn chúng ta phải trở về với Đức Chúa Trời, là đấng đã ban cho. Chúa không có đến nỗi mà tại vì tội lỗi Chúa hình phạt là đi cả nguyên con người của chúng ta. Hãy nhớ nè, con người chúng ta không phải là cái body này đâu. Con người thật chúng ta chính là linh hồn của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có một điều đặc biệt mà các loài thú khác, các loài vật khác không có, đó là sự sống đời đời. Mà điều quan trọng nhất là ở đâu khi mà chúng ta qua đời? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện ai đó được Chúa Ngài cảm động, Ngài chữa lành, chúng ta tạ ơn Chúa, đây là cơ hội để chúng ta rao giảng tin lành. Mà cầu nguyện xong họ qua đời cũng không sao hết. Nếu mình trễ là họ qua đời, họ không có Chúa, họ đi quả ngục rồi. Amen không hội thánh? Chúng ta không phải là Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi cũng từng làm chứng rồi đó. Lúc đó tôi mới gặp Chúa mấy năm thôi. Cái hình ảnh mà người cán bộ vẫn còn ở trong tôi. Nhưng mà Chúa dùng tôi rất là mạnh mẽ. Hãy nhớ nè, những người mới Chúa dùng mạnh mẽ, nhưng mà cái người đó phải lao theo Chúa, vâng lời và lao theo Chúa. Tôi cứ mang túi đi làm chứng thôi, lẽ thật thì không có bao nhiêu hết, nhưng mà sự chân thật thì có. Tôi cầu nguyện cho một người tim ngừng đập có thể đập trở lại. Có một người anh em cũng gặp Chúa một lượt với tôi. Bây giờ người đó ở ngoài đời rồi. Tôi lâu người ta, anh Lâm ơi em khổ quá. Nên bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là trở lại cùng Chúa. Ngoài ra không có cách nào khác, không có anh nào giúp hết á. Về nhà hỏi thăm tại sao tới nay chưa trở lại. Nó là con của anh đâu cho vô đâu. Con tôi nó làm quản nhiệm khó hơn tôi nữa. Vì người này hết thất bại này rồi thất bại khác. Khổ thì kêu khổ nhưng mà kêu ăn năn không chịu. Rồi bắt đầu cái người này á, khi mà cầu nguyện xong á, không phải là cầu nguyện trực tiếp nữa quý vị, qua điện thoại. Tôi hỏi cái người anh em ở điện gì, anh Lâm ơi bây giờ tim vợ tôi ngừng đập rồi. Tôi nói kê lỗ tay, kê điện thoại vào lỗ tay, mở cái lo lớn ra. Cái điện thoại có lo lớn không? Là có, cứ làm vậy. Tôi cầu nguyện khoảng chừng mấy phút sau, người đó tim đập trở lại. Và cái cảnh tượng mà cái người này điện về cho gia đình ở Long Xuyên 2 đó, họ một số thì ở nhà cất rạp, một số họ đi để phụ đem thi hài về và đem một số tiền theo. Tôi cầu nguyện xong người này sống lại. Người ta đến, người ta thấy người này ngồi ăn cháo, người ta tưởng họ gặp ma. Tâm trí họ không nghĩ, không hiểu được. Vì anh này chơi cũng sốc lắm. Vợ tỉnh lại không cho hai, cho hai nửa chừng họ quay về lấy đâu có tiền. Thế thì tất cả những cái điều mà họ chuẩn bị đó, họ cho hết luôn. Cho hết luôn. Và tôi nói ngày sau, tôi nói là tạ ơn Chúa, vậy là tốt rồi, ngày sau tôi sẽ lên thăm và đưa về luôn. Quý vị biết cái gì xảy ra không? Ngày sau, cái ngày mà tôi bước vào, tôi nghe anh em tôi rao lên, cái ông mà cầu nguyện cho vợ tôi chết sống lại đó, ông tới nè. Bắt đầu vô cái phòng đa khoa, người ta ngồi xếp hàng, người ta chờ. Quý vị, nguy hiểm đó. Chúa nhắc tôi liền. Chúa nhắc, Lâm ơi con là ai? Tôi rầy, người đó tên là Râm luôn. Râm ơi, Râm nghĩ anh là ai? Anh đâu phải là Chúa đâu. Chúa thương xót trong lúc đó. Chúa muốn bày tỏ cho gia đình Râm là Chúa vẫn yêu thương và không bỏ một ai hết. Chúa sẵn sàng giải cứu. Nhưng mà tôi không phải là Chúa đâu. Nếu mà tôi cầu nguyện cho cả bệnh viện này hết thì dẹp luôn cái bệnh viện. Và tôi biết được cái mức độ mà Chúa sử dụng tôi ở mức độ nào. Điều đó là quan trọng. Có nhiều người ngộ nhận. Tôi nói về sự chữa lành.
Đây là chắc là cơ đốc nhân thật. Giống như một sư Bửu ở trong cái bài học trong trường Kinh Thánh á, một sư Bửu nói rất là hay và chính xác. Ai cũng hãy tự tin đặt tay cho kẻ đau đi. Không có chờ một sư Bửu, một sư Lâm, một sư Tuấn, một sư gì hết cũng được. Một sư Ví, một sư Thiết, không chờ. Mà quý vị vẫn có thể làm được điều đó. Amen các hội thánh. Nhưng mà cái điều đó để làm gì? Nó không phải là trọng tâm của tin lành. Nó bày tỏ cho người ta biết Đấng đang hiện hữu trên đời sống cơ đốc nhân. Trọng tâm của tin lành là gì? Là sự cứu rỗi, đúng không ạ? Là làm cho người phải chết và sống lại. Cái gì? Cải tử hoàn sanh. Cái điều đó là phép lạ lớn nhất. Quý vị, khi chúng ta nhớ lại Chúa Ngài làm cho chúng ta thay vì phải chết, bây giờ khi chúng ta hết trách nhiệm trên đất này, chúng ta sống lại đời đời, chúng ta mới thấy thích được. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nói về sự cảm nhận của Đức Thánh Linh và cảm xúc, chúng ta phải biết phân biệt đấy. Không khéo nó bị lầm lẫn. Tôi hỏi quý vị, lúc nãy khi thờ phượng Chúa đó, liên tục từ khi biết vô một sư Ví, điểu Ví và thầy không có nói gì nhiều, cứ thờ phượng, quý vị thấy điều gì xảy ra không? Quý vị có được phước không ạ? Quý vị có được Chúa Thánh Linh cảm động không ạ? Ai được Chúa Thánh Linh cảm động, đưa tay tôi xem nào. Nói quý vị, quá tuyệt vời đúng không? Cũng là lời ca tiếng hát đó mà tôi nghe không phải là mấy chục người này đâu. Tôi nghe hình như là hàng trăm người. Và trong lòng tôi như thế nào đó, nó sảng khoái, nó bình an, nó như gì đó. Quý vị hiểu tại sao mà chứ mỗi lần ai mà gặp Chúa thăm viếng rồi khóc không? Tôi mô tả vậy quý vị hiểu liền à. Mới mốt khóc cho ngon chút. Mỗi lần mà Chúa hiện diện mà giống như là một người con đang chịu khốn khó cực khổ, gặp người cha đang ôm xoa đầu à. Mình muốn cho mình biết, hôm nay con khổ quá cha ơi, hôm nay con ức hiếp, hôm nay con nhớ cha quá. Amen hồi thánh. Khóc không? Khóc. Lúc nãy tôi ém nhiều, tôi không muốn khóc mà nước mắt nó vẫn chảy, chảy trong niềm hạnh phúc. Quý vị biết cái ngày đầu tiên tôi đến đây tôi thử việc, tôi đi thâu đâu thử không? Tôi amen với một sư Bửu rồi, để tôi làm đơn, tôi ngưng chức vụ bên kia, tôi qua đây. Cái mà đầu tiên tôi thử là bước vào sự thờ phượng. Tôi đánh giá ở đời này, cảm nhận đây có Chúa Thánh Linh, thế thì đồng công ở đây được. Chỗ nào mà không có Chúa Thánh Linh hoạt động quý vị ơi, nó trơ trẽn, nó trống vắng và nó không có được phước đâu. Mà quý vị hãy nhớ một điều nè, cái chỗ nào mà chúng ta thấy không phải cái chỗ đó, lãnh đạo đang có nang đề, nhân sự đang có nang đề, mấy thầy truyền đạo có nang đề mà không được phước, không phải. Cái thử thách nó khác với sự sửa phạt. Mà sửa phạt cũng không sao, nếu mà chúng ta biết sửa phạt thì chúng ta làm gì? Hai cái đầu gối linh nghiệm nhất, bí quyết là hai cái đầu gối, quỳ xuống ăn năn. Chúa có bỏ không? Chúa phục hồi. Còn nếu chúng ta xét cái gì thấy cũng ok hết, lại Chúa tạ ơn Ngài, Ngài muốn nâng con lên. Không có ai mà được Chúa nâng lên mà không có thử thách hết. Ở trong này có ai mà được Chúa Ngài phong, Ngài nâng cấp, Ngài ban ơn mà chưa từng trải qua cái thử thách, đưa tay tôi xem. Không có một người, đúng không? Như vậy thì ở trong cái gian nan thử thách, chúng ta biết được rằng Chúa Ngài muốn nâng chúng ta lên một bước. Amen con hỏi thánh. Cho mọi người biết, chỉ có một Đấng duy nhất cải tử hoàn sanh được ghi tiếp ở trong Văn đoạn 17 câu 3. Văn đoạn 17 câu 3 Kinh Thánh chép như thế này: vả sự sống đời đời là nhìn biết cha. Mấy cái giáo phái kia xài phần A thôi. Là gì? Tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cái họ ngưng, họ rứt cái phần B đó, cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến, họ úp lại, họ sử dụng phần A thôi. Sự sống đời đời là gì? Là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Đi đâu họ cũng nói là Đức Chúa Trời có một thôi, chứ không ba ngôi ba gì hết đó, có một. Họ ra một cái hội thánh Đức Chúa Trời một ngôi. Đức Chúa Trời có một và thật, và cùng Giêsu Christ là Đấng được Cha sai đến. Nói về Đức Chúa Trời, hàng ngàn hàng triệu quan điểm từ các nhà thần học. Tôi nói với hội thánh là những người đã bước vào chương trình học Kinh Thánh là đã nhà thần học rồi. Nhà thần học không có gì để mà ghê gớm hết á. Nhà thần học chẳng qua là bỏ thời gian để nghiên cứu ở trong cuốn Kinh Thánh thôi, rồi lấy quan điểm mình gắn vào. Có người thì gắn đúng, có người gắn cũng trớt lớp.
mà tôi nhắc với hội thánh tôi và chính tôi nữa, gia đình tôi nữa. Cái điều mà chúng ta bắt chước quan trọng nhất là ai? Kinh Thánh. Không bắt chước ông thần học nào chắc ăn hết á, ông nào cũng có cái đúng cái sai đó. Thứ nhất là bắt chước Kinh Thánh. Mà bắt chước Kinh Thánh là bắt chước cái gì kìa? Đừng có thấy mà cụ ước người ta nói đàn ông được mấy vợ bắt chước chỗ đó là chết ngay. Cho nên Kinh Thánh đoạn 1, Giô-suê đoạn 1 câu 8 nói như thế nào? Quyển sách luật pháp này chớ có xa miệng ngươi, đừng có cuốn tiểu thuyết gần miệng ngươi, đừng có phim tình cảm ước ác gần miệng ngươi. Phim Hàn Quốc quý vị coi rồi, tôi bảo đảm coi một bộ phim Hàn Quốc xong có vui được đem cái đầu tôi chém. Cái kịch bản nó giống nhau, đang hạnh phúc mới đầu thì khao khát đến với nhau, đến không được đầy cản trở sóng gió, đến được rồi hạnh phúc quá, dưới này khán giả vỗ tay rầm rầm, ung thư nó tới. Ở Việt Nam mình độc đáo lắm. Phim Việt Nam mình cái lúc mà đến cao trào họ hết ngang. Hết ngang. Tôi nói với mấy người mà cầu nguyện và hết ngang giống như phim Việt Nam vậy đó. Để người ta chờ đợi. Vả sự sống đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Hãy nhớ là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh gọi là Đức Chúa Trời, nhưng ba thân vị, hãy nhớ nè, ba thân vị một cách rõ ràng. Cái lẽ mầu nhiệm này chúng ta không có giải thích làm sao cho thỏa mãn hết á, nhưng mà cái mà tôi hiểu, tôi cũng tìm kiếm đủ thứ, đủ nguồn, đủ phương tiện, đủ gì hết á. Nói quý vị, từ khi mà tôi rời khỏi quý ban tới nay, không có ngày nào tôi không học hết. Ngày nào tôi cũng học Kinh Thánh đó. Học trường này rồi trường khác, học trường mình tới cử nhân là hết rồi, đụng tường rồi tôi trổ qua trường luôn. Tôi tìm kiếm làm sao, nghiên cứu làm sao, nhất là Đức Chúa Trời ba ngôi thì tìm kiếm sau 10 năm nó cũng như ban đầu à. Giờ tôi tóm lại, Đức Chúa Trời là cái danh Đức Chúa Trời chỉ là một thôi, nhưng mà trong đó có ba thân vị, gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tôi biết một điều, tự tôi nghiên cứu ra tôi biết là Đức Chúa Cha là đấng là cao hơn hết, lãnh đạo ở trong chương trình cứu rỗi này. Chúa Giêsu Christ là đấng làm cái công việc đó hoàn thành, có nghĩa là đứng trực tiếp đến để hành động. Và Đức Thánh Linh là đấng làm gì? Ban năng lực, đấng làm cho bình thường trở lại phi thường, mà đấng đó đang ở với chúng ta. Vỗ tay cho tạo Chúa chúng ta được không? Biết rất là đơn giản vậy cho nó dễ nhớ. Để làm gì? Để mình nghĩ người đó làm phép lạ được, mình vẫn làm được. Người đó có Chúa Thánh Linh, mình Chúa gì? Chúa Thánh Linh. Để làm gì? Để mình không có tập chú vào một cái điểm thu hút nào hết, coi chừng bị lợi dụng. Quý vị, tôi xin lỗi nha, tôi nhìn một người tôi biết người đó thật sự có Chúa Thánh Linh hay là không. Kể cả những người đang giảng dạy, tôi nhìn một người đang có một động tác gì mà gặp Chúa tôi biết ngay, nhưng mà có những điều chúng ta không nói, nói để làm gì? Có những điều khích lệ thì cứ để cho khích lệ, nhưng tôi biết đó. Quý vị, có những lúc Chúa Thánh Linh hành động giống như công vụ các sứ đồ, đúng không? Chấn động nơi đó. Tôi từng cảm nhận một lần. Có một lần Kiên An cầu nguyện đặc biệt, ở bên kia cầu nguyện bắp tem Thánh Linh ba dòng tổng hợp một cái, rồi cái người mà cứng lòng vô một dòng nữa, rồi cái tới cái dòng đặc biệt, có nghĩa là cứng đơn như đá xanh đó, vô dòng đó phải chảy. Và lúc đó tôi biết đánh đờn là mới biết đánh đàn thôi đó, mới biết đánh đàn, đến nỗi mà đánh chung mấy đứa con tôi thì nó chơi organ, tôi cầm guitar tôi sẽ đàn theo cái điệu đó, chứ tôi không có tự khải lên một cái giai điệu được. Nhưng mà người ta thấy một cán bộ được biến đổi, người ta thấy có sự ngay thẳng và liều mình, người ta giao cho tôi một cây đàn để đánh đàn trong vòng đặc biệt. Quý vị biết, vô có những người vợ của trang bày, vợ trưởng lão mà họ chưa có được đụng chạm, tôi nhìn tôi thấy tôi chả là ai hết á. Tôi cầm cây đàn tôi rất là mất cỡ luôn. Khi bản nhạc nổi lên tôi đàn không có vô đâu hết á. Bắt đầu cái sự mất cỡ tôi nó khủng khiếp, tôi nổi óc gai luôn á. Nhưng sau 30 giây tôi ngỡ ngùng đó, điệu nhạc nổi lên. Tới nay tôi chưa tìm được. Nó giống như là lai lai cái điệu dân tộc một chút. Nhưng quý vị ơi, khi mà cái điệu đàn nó hòa với những giọng hát, những cái lời cầu nguyện của những người mà giống như mồi lửa đó, đang cầu nguyện tiếng mới rầm rầm màu lửa đó, thì bắt đầu người ta ngã, người ta hát, người ta múa, và cái người cứng lòng nhất cũng được Chúa thăm viếng. Và tôi đánh đàn đứt một sợi rồi hai sợi, và tôi vẫn đánh đàn,
và Chúa thăm viếng một cách mạnh mẽ. Quý vị biết sao biết mạnh mẽ không? Ở ngoài những người á, những nhân sự, những người mà người ta kinh nghiệm trong âm nhạc á, họ nghe ở trong cái phòng mà cầu nguyện đặc biệt đó có một cái gì đó chấn động, một cái giai điệu gì rất là đặc biệt. Họ tưởng nguyên một dàn nhạc, họ không tưởng là một cái người cùi bắp đánh đàn đâu. Họ nói thật đấy. Khi tôi thấy bây giờ Đức Khách Hai Cộng rồi không ráng được, tôi bỏ cái đàn xuống, thì cái bầu không khí Thuộc Linh chừng lại. Và một người anh em tôi cũng là trường quốc gia âm nhạc, đầy nhạc lý, cầm lên đàn thì nó không có gì hết. Nó không có gì hết. Và quý vị biết điều gì xảy ra không? Tôi không có phải nói là tôi là người tốt nhất, nhưng mà Chúa muốn dùng ai, mặc Chúa muốn dùng người nào, Chúa sẽ ban ân tứ cho người đó. Amen. Hòa thánh. Mới đầu chúng ta bỡ ngỡ lắm, giống như bước vào một chức vụ bỡ ngỡ lắm. Tôi là ai mà ở vào vị trí này? Nhưng mà cứ làm, cứ bước tới thì Chúa sẽ nâng bước chúng ta. Đó là những kinh nghiệm báp têm Thánh Linh đó quý vị. Tôi khao khát báp têm Thánh Linh và tôi cũng từng được báp têm Thánh Linh. Nhưng có một lần tôi rất là ngay thẳng, tôi không có cảm xúc đâu. Ai mà cầu nguyện tôi báp têm Thánh Linh, người đó không đơn giản đâu. Nguyên cái dòng trăng bày cầu nguyện cả buổi, tôi quay lại tôi hỏi rồi chưa nữa kìa. Tôi cứng và tôi rất là khó tin đó. Rất là khó tin. Rồi tôi cũng được Chúa thăm viếng một lần, tôi té một lần. Và tôi cũng được Chúa thăm viếng một lần. Tôi nhắc lại một cái điều này, quý vị thấy cái cảnh tượng mà Chúa làm việc. Nhưng mà hội thánh hãy nhớ nha, không phải nó là gương mẫu, nó không phải là cái chuẩn mực nào đâu. Có những lúc Chúa làm chấn động, nhưng có những lúc Chúa đi vào lòng chúng ta, Chúa khuấy động chúng ta một cách rất là hạnh phúc, rất là bình an. Thậm chí có những lúc chúng ta hối lỗi, tan vỡ vì tội chúng ta nữa kìa. Chứ không phải lúc nào cũng ngã mà không phải lúc nào cũng cứng đơ hết. Có một lần ở tổ chức ở quận 9 thì đó cũng cầu nguyện báp têm Thánh Linh, cũng kiêng ăn như thế này nè. Chúa thăm viếng mạnh lắm. Người ta cầu nguyện bắt đầu râm râm nơi đó luôn, ngã đùng 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 đùng, nhưng mà có một nhân vật không ngã. Rồi cái người đang nấu bếp đang cầm cái giá thật lớn nè. Chú ơi, người ta được Chúa thăm viếng, người ta được cầu nguyện, còn con làm bếp biết chừng nào con gặp Chúa. Mới giữ ý nghĩ đó té cái đùng, cầm cái giá vậy nè. Một người từ ở ngoài thấy cái chuyện gì trong này giống như say rượu quánh nhau quá vậy. Cái người ngoài đời đó, người ta chạy vô vừa bước ra cổng cũng ngã cái đùng chổng rộng đó. Có một duy nhất một người không ngã, đó là người quay phim. Trần Hùng không bao giờ ngã đó. Quý vị biết tại sao không? Không phải là Trần Hùng là không thánh sạch, nhưng mà không thể nào mà không có sự có mặt của Trần Hùng để ghi những thước phim giá trị như vậy. Amen không ạ? Amen. Chúa muốn người nào ngã người không, người ta chưa trong thăm viếng anh này là lấy ai mà làm kỹ thuật. Đúng không một sư vĩ? Thật đó. Chứ không phải ảnh là không có kết quả. Ở Roma đồng 1 câu 16, sứ đồ văn cho chúng ta kinh nghiệm như thế nào. Ý là xin lỗi, Phaolô. Có ai thuộc câu Kinh Thánh này không? Có nhiều người học Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà hỏi cái nội dung thì quên địa chỉ, hỏi cái địa chỉ thì quên nội dung. Chính tôi cũng vậy đó. Roma đồng 1 câu 16. Amen. Phaolô giống như mình hình dung Phaolô đứng giữa những cái người mà chống đối, những cái người mà không tin về sự sống lại hoặc cái điều gì đó. Ông tuyên bố tôi không có hổ thẹn đâu, vì ông chắc chắn một điều, Tin Lành là quyền phép, đúng không, của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, có nghĩa kẻ xấu kẻ tốt, dân nước nào cũng được cứu hết, không phải chọn lựa ai hết. Nhưng mà có một số không nhận được Tin Lành. Đó là những điều mà bởi vì Chúa đời này làm cho mù lòng họ thôi. Đây là những điều cơ bản nhất, là những điều tôi nói đi nói lại khi đi truyền giáo, không có nói gì nhiều hết quý vị. Trước khi kết thúc, chúng ta nhắc lại những điều quan trọng để chúng ta kết thúc, chúng ta cầu nguyện tiếp. Đáng lẽ chúng ta phải chết, đúng không ạ? Con người thật chúng ta đừng có nghĩ cái xác này, đừng nghĩ là cao mét 80 kg gì hết, mà chính con người bên trong chúng tôi.
đáng lẽ phải đối diện với địa ngục. Sau khi qua đời là phải chết. Có thật sự ở quả ngục còn tệ hơn là sự chết nữa. Nhưng mà Chúa đã làm cho tôi được cải tử hoàn sanh. Bởi huyết của Chúa Giêsu Christ, tất cả chúng ta ở đây và những người trong tương lai nữa sẽ được cải tử hoàn sanh. Amen không ạ? À? Điều đó là chắc chắn quý vị ơi. Tin lành, ý nghĩa của tin lành trọn vẹn. Có người thì nói cho những người ngoại người ta dễ hiểu, để người ta dễ theo đó. Ý nghĩa thật của chữ tin lành đó là tin sẽ được lành. Điều đó đúng, nhưng mà đúng một cái gói nhỏ nhỏ trong cái nghĩa lớn của tin lành thôi. Cái ý nghĩa thật của tin lành á, mà giải nghĩa ra đó là một tin tức tốt lành. Và trong tin tức tốt lành này rất là nhiều điều tốt ở trong. Ý nghĩa thật là vậy. Chúng ta tạ ơn Chúa, mỗi lần chúng ta nhắc lời Chúa, chúng ta biết được rằng bởi Đấng đã từng cải tử hoàn sanh để giúp chúng ta được cải tử hoàn sanh. Ngày hôm nay chúng ta không còn đối diện sợ chết nữa. Nếu Chúa cho chúng ta sống ở đây thì chúng ta sống làm công việc Chúa. Chúa cất đi thì nghỉ ngơi, chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Lúc nào chúng ta cũng bình an hết, không lo gì hết. Chúng ta cầu nguyện cho ai hết bệnh, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa thương xót người đó và chức vụ mình, nhưng không được lành không sao cả, vì chúng ta không thể nào thay được Đức Chúa Trời. Amen không Hồ Thánh? Một chân lý cân bằng đúng không? Có những cái hệ phái thì, có những trường phái thì quá khiêm cung, khép kín với lời của Chúa, phải kỉnh kiền, vỗ tay cũng không dám. Đừng nói chi là ân tứ chữa bệnh. Nhưng có những người thì quá lao theo cái sự chữa bệnh mà không ham mến lời của Đức Chúa Trời. Cho nên cái người mà cho nãy tôi nói lúc nãy, cái cảm nhận của tôi đó là Chúa Thánh Linh hiện diện rất là tốt. Cho dù không phải là ngã rầm rầm như người ta, có lúc cũng vậy nhưng mà có lúc khác. Mà tôi biết ở trong giờ thờ phượng của mình đó, có Đức Thánh Linh hiện diện rất mạnh mẽ. Amen không hả Thánh? Bây giờ là cái điều, là cái phần quan trọng nhất, đó là chúng ta đứng lên tạ ơn Chúa, kết thúc bài học và chúng ta cầu nguyện tiếp. Amen không ạ? Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.